cơ quan công an đang dọn đường để bắt Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Bạn này rất là hay, các bạn cần xem không? Tôi với các bạn sẽ cùng nhau xem nhé. Bài viết này của Văn Hồ đang nhiều là điều chúng ta có thể cảm nhận được sau khi Nguyễn Nam Phong sinh năm 1980, quê quán ở Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là con Linh Hướng, đồng thời là lái xe của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, không những không được thả với hành vi mua dâm, chỉ bị xử lý hành chính mà lại bị khởi tố và bắt giam phục vụ điều tra với một tội danh hoàn toàn khác, đó là gây rối trật tự công cộng. Và theo nhiều nguồn tin thì tội danh này được xác định trong vụ việc xảy ra hôm 14 tháng 2 năm 2017 tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, do Linh Mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo thực hiện. Mọi việc chỉ diễn ra đúng trong một ngày. Sự chóng vánh và mối liên quan đó nên đã không ít ý kiến cho rằng việc Phong bị bắt sẽ dọn đường và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An tiến sâu hơn vào mục đích cuối là bắt xử lý hình sự đối với Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Bởi lý do rất đỗi đơn giản là Linh Mục Thục mới là kẻ chủ mưu trong vụ việc hôm 14 tháng 2 năm 2017, chứ không phải hoàn toàn là Hoàng Đức Bình, người đã bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, hủy hoại hoặc có ý làm hư hỏng tài sản. Điều này cũng phù hợp với thông tin cho rằng là bằng cả cuộc đối thoại trực tiếp và thông qua nhiều văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Tổng giám mục Giáo phận Vinh có hình thức xử lý thích đáng đối với hai linh mục, trong đó có linh mục Nguyễn Đình Thục. Mới đây thì thông tin của Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An đã có văn bản nhắc lại nội dung này, nhưng Tòa giám mục Giáo phận Vinh vẫn phớt lờ không thực hiện. Chính vì vậy, việc bắt Nguyễn Nam Phong để làm rõ hơn hành vi của Nguyễn Đình Thục trước khi có động thái chính thức thì rất có thể chính quyền và các cơ quan phụ trách ở Nghệ An đã hết kiên nhẫn chờ đợi động thái xử lý nội bộ từ Tòa giám mục Giáo phận Vinh, nên họ đang xúc tiến hành động, bởi để càng lâu thì cứt châu sẽ hóa bùn. Một lý do nữa cũng không thể không nói đến, đó là tương quan giữa phiên tòa xét xử kín của Nguyễn Văn Hóa được Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện hôm 27 tháng 11 mới đây. Theo đó thì lý do Hóa được lý do mà Hóa được xử kín thay vì công khai và có sự tham gia trực tiếp của luật sư bào chữa cũng liên quan đến vụ án xảy ra hôm 14 tháng 2 năm 2017. Đây được cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An khởi tố ngày 11 tháng 5 năm 2017. Việc kết thúc vụ án Nguyễn Văn Hóa với tư cách là một mắt xích quan trọng, vì thế cũng sẽ dọn đường cho cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An có động thái tiếp theo. Nếu việc dọn đường là có thật thì xem ra những điều xảy ra với Nguyễn Nam Phong, Hoàng Đức Bình sẽ xảy đến với linh mục Nguyễn Đình Thục vào một ngày không xa. Đây là bài đăng ở trên, đây là cái quyết định.